chưa có dạy nghĩa kinh nha. Để rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi cảm ơn thấy rồi thấy rồi rồi thì cái bài kinh này nó có một cái nội dung nó hơi lạ lạ thế này, là có một vị tỷ kheo tu hành rất là, các vị còn nghe rõ không, các vị còn nghe rõ không, alo, dạ đây, có một vị tỷ kheo tu hành rất là tinh tấn, rất là cần chuyên, rất là thanh tịnh, rất là trong sạch. Đùng một cái vào một ngày buồn đã không còn thở nữa, chết. Trong cái chết đột ngột đó, vị này được sanh thiên nha, vị này được sanh thiên. Thì hôm nay có nói cái này nè, Ajahn Giradhe và Buddha tương truyền rằng cái vị thiên tử này sắc tướng xa sa né bát ca chi tra quát tập bát đi bát tinh phú ra già môn hồ tăng cho bát sa ca ni tra đề tra. Sau khi mình xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật mình á, được 5 năm tu hành tinh tấn quát tập bát đi bát tinh phú ra già môn hồ, có nghĩa là làm tròn cái trách nhiệm của người tu hành á, thì sao? Thì có một ngày kia thì là bui ma di căn ba cu nang katwa cam ma cam mang ok hệ toa chích toa chi tăng cam ma cam ok hệ toa, có nghĩa là học trọn vẹn cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Rồi vì sao sau lâu cả vút chi cụ ở đây nhân tới với sệt toa là một cái người rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, một cái bậc là tiêu giao phát sáng sống trong rừng ấy. Rồi thì mạng chung cho nghe nó là sau khi mình chết rồi thì sanh về trời, nhẹ sanh về trời thì lúc đó trong kinh tả đó là sứ giả thành chủ khác cho đây có trong kinh nói nó cái chuyện sanh về địa ngục với sanh về cõi trời nó như thế này nè, sanh về nhìn về cõi trời đó là tự nhiên mình khi mình chết từ đây mình sanh về trời mình cảm giác giống như là mình mới vừa thức dậy vậy đó, mình nghe nó mát lạnh mà nó thơm ngát, mát lạnh thơm nhé, và chung quanh mình là những âm thanh du du, những âm thanh mà trước đây trong cái đời sống mình chưa bao giờ được nghe. Thì mình mở mắt ra thì nhìn thấy chung quanh là một rừng toàn tiên nữ, mà tôi nghe biết cái là mát lạnh và thơm nhé, cái cảm giác nó đã, dạ nó đã mát lạnh và thơm nhé. Còn cái âm thanh du du mà tôi mới cần, mà tôi cần cái mát lạnh và thơm nhé, thì lúc đó mình mới biết mình đã về trảnh rồi. Còn đi ngục làm sao? Địa ngục là mình đang mình khi mình tắt thở rồi đó, mình có cảm giác như mình vừa giúp mình thức dậy trong một cái lò bánh mì bốn bề là lửa cháy rần nó nóng, và có tiếng rên la, có tiếng kêu gào, có tiếng van xin, có tiếng gào thét, lúc đó biết rằng mình đã trở dữ rồi, đã trở dữ rồi, đã hạ cánh rồi, đã tức là nghe nó nóng thừng thừng mà hôi thối, nghe cái mùi hôi thối rồi cái tiếng la hét, nói chung là cảnh sắc cảnh thân cảnh khí ở dưới là tự nhiên là không có chịu nổi, rồi cảm xúc không chịu nổi nha, nó nóng rồi có người đâm chọt cắt thẻo xẻo tùm lum cơ thể mình, rồi lúc đó mình lo làng kêu cứu không ai giúp hết, là vì sao? Vì nhìn ra đứa nào đứa nấy cũng đang bị như mình nha. Rồi những cái thứ mà đầu trâu mặt ngựa tiêu đầu như là cái mưu đầu mãi diện nó kéo tới, rồi lúc đầu rồi xong rồi nó biết đã tới rồi để trong khi đó nó có trở lại khác. Khi mà mình xong về trảnh mình tự nhiên trong giấc mình có cảm giác như mình đang ngủ rồi đó, rồi tự nhiên dưng mình thấy vậy thơm nhát mát lạnh và chung quanh là ấm thương gia thâm du du, và mở mắt nhìn quanh thì ôi thôi tuyệt vời tuyệt hảo của những lâu đài trôi bồng bềnh trong mây trắng bốn phương không giới hạn không bến bờ rong ruổi nhẹ nhàng nhẹ. Thì cái vị trời có vị tỳ kheo này sau khi mà chết thì cái người đó thì cũng như vậy, nghe mát lạnh thơm ngát mở mắt ra thấy một mình con gái tuyệt đẹp đấy, vị này hết hồn vì vị này vốn là vị trong sạch, chứ nếu mà đào lao thì chắc là rất là hoan hỷ, nhưng mà vị này rất là trong sạch, cho nên khi mà giúp mình thấy vậy nhìn thấy như vậy cứ tưởng là mình còn đang ở cõi người, và một rừng phụ nữ một tên đẹp phụ bình mỹ nhân như vậy mà nghiêng thành đổ nước, ở nghiêng thành đổ nước như vậy đó, thì tự nhiên là cái vị này rất là
quảng hốt, nghĩ rằng cái phạm hạnh của mình bị đeo cho bạn. Thì lúc đó mấy cô viên nữ thần tật cũng nói dạ không, ngài không có gì phải ngại hết, bây giờ là ngài đã được phi, ngài đã thoải mái rồi, ngài không phải là tiền kheo nữa mà ngài là thiên tử, ngài là chủ của chúng tôi rồi. Vị này cái lòng cái yên trung tâm đó, vị này lòng cái yên, cho nên vị này đi xuống lập tức dùng cái trí tuệ quan sát biết liền, biết là ta đã tự trồng rồi, ta đã sanh về đây rồi, nhưng mà cái chỗ này nó không hợp với ta. Thì cái chỗ đầu tiên là giống như một đứa bé nhớ mẹ, thì vị này lần đầu tiên mình nhớ tới đức Phật liền, cái đức bụng siêu liền. Và chúng ta phải nhớ đến một chuyện như thế này: mình dễ vui, mình mê đời, mình mê tiền, mình mê gái, mình háo sắc thì mình đã thấy đời nó đẹp. Nhưng mà thật sự có một người mà sợ sinh tử thì hình ảnh đức Phật vẫn là hình ảnh tuyệt vời nhất. Bởi vì đức Phật là cái gì? Là sự an toàn, là sự chắc ăn. Đức Phật là sự an lạc, an toàn. Một người có niềm tin nơi đạo phải nói rằng ngoại trừ những phút mà dễ vui với riêng mình ra thì không có hình ảnh nào mà an toàn cho bằng hình ảnh đức Phật. Đó là lý do tại sao, đó là lý do tại sao mà tôi khi gặp người quen tôi có một cái đề nghị như rất là kỳ, đó là đừng có đeo tượng Phật ở trên người nữa. Lý do cái thân thể mình là bất tịnh, rồi cái tượng Phật mình đeo trên người mình nó thì là cái tượng Phật ít được mình nhìn nó tới nhất nha. Cái tượng Phật mình đeo trên người mình cái ít được mình nhìn thấy nhất, mình chỉ thấy khi nào mình cởi ra, khi nào mình đứng soi gương mình cố tình mình nhìn thôi. Mà đã vậy trên thân thể mình bất tịnh, đây là phần tôi nói là bất xứng nha. Rồi thứ hai là mình phải mang tự phạm tội ở trong toilet, ở trong nhà tắm thì cũng không hay nha. Nhưng mà tôi lại tôi cản không nên người quen thôi, chứ người lạ tôi có nói nó cản, nó muốn mang thì nó mang cản. Nhưng mà cái người quen tôi khuyên đừng có đeo tự phạm tội mình. Nhưng mà tôi khuyên nên tìm một bức tượng, một bức hình đẹp vĩ, không phải là mình tôi mình kiếm gì đẹp, nhưng mà riêng hình bổn sư là phải có một bức tượng đẹp, hay là bức tượng một bức hình cho anh vừa ý làm sao. Bởi vì mỗi lần cái lòng không có ý nghĩa, mình nhìn lên ngàn mình cảm thấy một cái chỗ dựa, một cái chỗ dựa đặc biệt lắm quý vị. Tôi thì kể cho quý vị nghe một chuyện, đó là bà hoàng hậu xuất thân ma của vua A Dục đó. Có người cho bắn một con chim, chuyện dài lắm tôi sẽ kể tóm tắt thôi, cho bắn một con chim nó rất là hay. Con chim nó bắt ở trong hương mà lạp sơn đó, con chim nó tên là Caravica, ca lăng tầng già. Caravica nó hay lắm. Thì bà mới nghe chim nó nói, bà mới nghĩ cái này, bà nói trong kinh nói đó. Cái âm thanh của cái câu nó giống như là âm thanh của con chim này vậy đó. Mà đôi khi con chim này nó hát bằng tâm bất thiện mà nó còn hay như vậy, thì huống chi là cái âm thanh của cái câu là một bậc đã không còn phiền não, một bậc đã lậu tận. Bà nghĩ như vậy, bà đặt cái đồ rồi, có được biết không? Thì mình nhìn hình ảnh của Đức Phật trong một bức tượng hay là một bức tranh, bức vẽ, mình thấy may là đây là tác phẩm của Phạm Phu làm ra. Cái người mà đã vẽ bức tranh này, cái người đã tạo bức tượng này thì còn tham, còn sân, còn si. Vậy mà họ đã làm nên cái gương mặt như thế này nha. Huống hồ chi đó là cái chân nhan, cái tôn nhan thật sự của Thế Tôn thì làm sao hiểu. Cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó, cái giọng nói đó, cái vầng trán đó của Thế Tôn thì làm sao mà mình không thể thương được. Một con người đã nhiều đời nhiều kiếp đã dám chết vì người khác, một con người mà ai ngày cũng thương. Tôi tuyệt đối tin rằng nếu mà tôi được gặp Thế Tôn thì cái điều gì tốt đẹp nhất mà có thể làm cho tôi thì Ngài sẽ làm. Tôi tin điều đó, tôi tin tuyệt đối. Tức là có thể thí dụ như bây giờ tôi có đủ duyên giác ngộ thì dầu tôi ở có xa ngàn trùng thì Ngài cũng tới với tôi. Và nếu mà tôi là người có lưu hạnh Bồ Tát, chỉ cần Ngài biết nói một câu gì đó mà khiến cho cái Bồ Tát hạnh của tôi được củng cố, thì dù có phải ngàn dặm thì Ngài cũng tìm tới với tôi. Tôi tin điều đó 1000%. Đó, có người đặc biệt như vậy. Cho nên cái vị tỳ kheo này khi mà suốt một đời tu hành như vậy, trong lòng chỉ có Phật thôi. Khi về trời nhìn thấy một đám tiên nữ, chúng ta vô cái lạc lõng vô nhớ tới Phật. Tôi biết là cái đám này nó cứ đưa mình đi về cõi đọa thôi. Cái đám mình nó đưa mình về cái chỗ ngàn trùng biển dữ của máu lửa của ta thôi. Mà tôi thấy tôi là cái chỗ từ ái, cái chỗ mà cái chỗ về yên tĩnh an toàn cho mình, thế là lập tức quay về với Ngài như là đứa bé về với mẹ vậy đó. Thì cái vị này đầu tiên có thấy cái câu kệ là thấy tan luôn nè. Thì này nói thiên nữ đoàn tụ hội ngã quỷ chúng tới tôi rừng nhảy danh rừng si làm sao có lối thoát. Cái chữ rừng si cái đem lập tức ba liên đấy, cái rừng si của vị này nói là mô hà mát,
là cái rừng xi. Và vì sao? Là vì trên cõi trời nó có cái rừng gọi là cái rừng năm đa văn nát, năm đa nát gọi là năm đa văn nát, có nghĩa là cái rừng khoái lạc nghe, cái khu vườn rất đẹp vậy đó. Mà cái vị này chơi chữ mình thay thì kêu cái rừng năm đa nát, vị này kêu là cái rừng mô khoái lạc, cái là cái rừng xi. Xi là vậy chứ không phải rừng cây xi nha. Không phải cây xi là cái loại một loại cây kiển mà thuộc họ da, loại dừa, cây xanh chứ không phải. Mà xi đây là vậy đó. Cái vị trời của tôi một giây vô cùng xin lỗi. Rồi tôi đã trở lại đó, thì vị này mới nói thế này là thấy tiên nữ vậy thôi, thấy tiên nữ vậy thôi. Achara gana sang quất thăng là biết xa tới gana vi sĩ tăng, tức là người tính đang có một câu thế này, họ nói người nữ là họ tả người nữ ấy, là ấp chắc tự giác kha và hấp thanh đi là ta, có nghĩa là ở trong là quỷ ở ngoài là chư thiên, có nghĩa là sao, có nghĩa là ông cái chữ này có nghĩa là ruột quỷ à, ruột bên tạo có câu là khẩu Phật tâm xà đó, có nghĩa là cái miệng người hiền như Phật mà cái bụng nhẽ, còn riêng người ấn tích đang họ tự còn định nghĩa là người nữ đó là trong quỷ mà ngoài tiên, có cái đó ngoài mình nhìn như vậy đó, mà trong là quỷ, chữ quỷ thì có hai nghĩa, một là gian ác nhỏ mọn ích kỷ khó gần, và thứ hai nữa cũng có nghĩa là đúng là cái nghĩa hai nữa nghĩa quỷ nghĩa thứ hai nghĩa là họ là cái người đưa mình xuống dưới kia, cho nên ở trong nó còn có một cái trong tiếng Sanskrit nó còn một câu nữa, họ gọi người nữ là nát araka. Pika có nghĩa là ngọn đuốc dẫn về địa ngục, cái ngọn đuốc dẫn về địa ngục. Thì tôi biết bữa nay tôi tự nhiên tôi đứng về phía vị Việt Nam này mà tôi nói là các vị nữ thôi chắc rất là buồn, nhưng mà đây là chuyện không phải chữ của tôi. Nói ra cái Pika đó nghĩa là người nữ, làm cho người nữ là ngọn đuốc dẫn về địa ngục. Cái tên người nữ gọi là Narakadi Pika, ngọn đuốc đuốc dẫn về địa ngục. Còn bên Tích Lan họ kêu là Achatayaka Patadivata, nghĩa là bụng dạ so mà ngày là thiên nữ, nghĩa là chứ đó. Có một chuyện thì mình cũng nói nhỏ nhau thôi, không nên nói lớn phiền. Chứ phải nói rằng thì là người nam á ghét nhau nhưng vì hoàn cảnh nó sẽ gần nhau được, nhưng mà nữ thì không. Nữ mà chỉ cần mà thêm một người là nó sẽ rối bỏ, không thể dễ dàng chấp nhận nhau. Thế như trong một cái bây giờ tôi lập một cái hội đi, ở Đức thì tôi lập cái hội nó gồm có hiện đã có sẵn ba anh thanh niên, rồi bây giờ tự nhiên bữa nào đó tôi mời thêm anh nó tới, tôi đủ cái member cho đủ bốn người, mà cái anh này nó tới mặt mũi thì tôi ghét, nhưng ba anh vô là có thể ok chấp nhận được, gồng gồng không thích nói chuyện, không thích gặp gỡ, không thích ngồi chung, nhưng mà vẫn ok. Nhưng mà nữ thì khác, có ba cô bên cạnh rồi, bây giờ tôi mời một cô về là để mở khóa ở chung, cái là lâu lâu gặp đi cuối tuần nữa thôi, nhưng mà chỉ cần họ không thích được nhau rồi đó là họ tìm cách để làm những người kia phải là tan nát rồi ra để mà ra đi chỗ khác, nó khổ như vậy. Cho nên nó là cái lòng người nữ nó hẹp, mà nói là họ dạy họ nói đâu có hẹp đâu, nhưng mà thật ra là như vậy. Cho nên là ở đây nhà mới nói cái này là Achara nó sang quýt thằng biết xa tới cái nó về sẽ tăng cái đó tiên nữ như vậy, mà thật ra là biết xa chắc đám quỷ không à, người ta nghĩ quá năm tăng mô quá năm nam á, bây giờ con đang sống cái ý đó nghĩ là bây giờ con đang sống trong một khu rừng mà nó tăm tối mịt mù như vậy, mô quá nặng quá năng cái khu rừng tăm tối như vậy đó, thì các anh gia tra không có sự tí có biết đi đâu về đâu. Gia tra biết cái việc còn nhớ chữ gia tra cái đó không, gia tra cái nó nghĩa cái nghĩa gốc nó nghĩa là trên cái hành trình. Cái hành trình
cái cách hăng gian đa trong cái tí bây giờ không biết đi đâu về đâu. Thì ngày Minh Châu này dịch thế là làm sao có lối thoát, làm sao có lối thoát. Đây là cái tâm trạng của ngài là tập thế thôi, chú quanh con bây giờ toàn làm đám quỷ cái không à, bây giờ con phải sống chung với đám quỷ cái này trong một khu rừng mà tâm tối hắc ám như vậy thì con biết đi đâu về đâu. Chuyện rất là hay, các tham gia phụ sự con biết đi đâu về đâu. Và cái biến danh ra này trong ngôn ngữ Ấn Độ bây giờ đó, họ nói tiếng Hindi nhưng mà họ vẫn dùng tiếng Sanskrit, Sanskrit sang kẻ, thì họ gọi cái Yatra này là cái ngành du lịch, cái ngành tourist, tourism, cái ngành du lịch này đó, người Ấn Độ bây giờ đó họ gọi là Yatra. À, bên Ấn Độ đó mình đi đến Ấn Độ mình nghe chữ Yatra là nghĩa là cái ngành du lịch. Họ nói tiếng Anh họ ứng dụng chữ tourism, nhưng mà khi mà nói tiếng Hindi là ứng dụng chữ Yatra để chỉ cho cái ngành du lịch. Cho nên cách thang Yatra của quý sạch thị, cách thang là how, thế nào. Cách thang Yatra của quý sạch thị có biết đi đâu về đâu. Thì lúc Đức Phật mới giảng thế này, Đức Phật mới giảng thế này là cái có một con đường chứ sao con nói không. Có chứ, con vẫn có đường con đi chứ. Cái con đường đó là con đường, đường chân trực. Phương cái chỗ đó là con đến là cái chỗ vô quý, không có sợ hãi. Cái chiếc xe đó là chiếc xe không có ồn ào, vậy nó có cái bánh xe pháp gắn ở trong đó. Đó rồi tàm, rồi niệm, niệm là cái gì, niệm là cái màn che đó. Rồi con sống có chánh pháp, có chánh kiến, có chánh niệm, thì tất cả những cái đó bây giờ nói đơn giản là tôi phải làm rõ cái câu kể này lại. Đừng nói là con đừng nói là ngươi không trốn về, rõ ràng có một chiếc xe yên tĩnh đi về nơi không sợ hãi với các phụ tùng là những thiện pháp. Bất kể ai trên đời này cũng đều phải dùng chiếc xe đó để đến với đây. Đây là cái nội dung mà tôi dịch lại rất là ngắn. Đừng nói là ngươi không có trở về, bởi rõ ràng là một chiếc xe bình yên đi về một nơi không sợ hãi với các phụ tùng là những thiện pháp. Bất kể ai trên đời này cũng đều có dùng chiếc xe đó để đến với bạn. Đó, cái nội dung cái lời đó là cái câu đó là của Phật như vậy thôi. Thì ở đây đó, chiếc xe này gọi là xe đâu cái tiếng chú giải nằm ở đâu, chú giải nằm ở đâu, cho tôi xin cái chú giải đi, cho tôi xin đây, có rồi. Chú giải của tôi đang tiểu chú giải của cô kệ đấy. Achara Vimana rồi. Cái con đường mà ngày Minh Châu gọi là con đường chân trực á, con đường chân trực. Ujjukonam Somakko có nghĩa là cái con đường không có quanh co, không có quanh co, cong quẹo. Cái chữ quanh co nó hay chỗ tiếng Việt Nam là quanh, quanh co. Tiếng Mali là quanh, quanh ca. Nhớ nha, đã đặt đi cái chỗ đó. Chữ Việt Nam là quanh co, Bali là quanh ca.
muốn học tiếng Pali, làm ơn ghi cái này dùm. Nên đây là cái cách dễ nhớ nhất. Cái lưng mà bị cong nó cũng là quanh ca, nhớ hết. Mà cái con đường quanh co bắt quỷ này thì nên nhớ là tiếng Pali là quanh cắt, tiếng Việt Nam là quanh co. Rất là hay, rất là một cái những sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mà rất là tuyệt vời. Quanh co là quanh cắt, quanh cắt mắt cá là con đường quanh co. Quanh co là quanh ca, quanh ca là quanh co. Bây giờ học xong buổi giảng này là quý vị cứ là cứ đi đọc như là thần chú vậy. Quanh co là quanh ca, quanh ca là quanh co. Thì con đường mà con quanh co ở đây ám chỉ cho bát thánh đạo, ám chỉ bát thánh đạo. Làm sao là con đường là đi thẳng, nhưng không có quẹo, không có quẹo lên, không có tái sanh. Mình nghĩa là mình cái con đường này không có cái con đường đạo mình nó là không có chủ trương. Con đường bất thiện thì đưa mình quẹo xuống cái ngõ khổ, mà con đường thiện hiện thế đó, hữu lậu đó, thì nó đưa mình về các cõi trời. Nghĩa là phải quẹo đó. Nhưng mà rồi thì sao? Quẹo lên trời thời gian nó phải rớt trở xuống, rồi còn quẹo trở xuống rồi thì sao? Có lúc mà nó cũng quẹo trở lên, chắc chắn rồi. Nhưng mà nó cứ đi vòng vòng trong cái niết bàn là đi thẳng chứ không có quẹo. Còn cái con đường thế gian ấy, con đường thiện ác mà theo cái nghĩa thế gian thì nó còn phải quẹo nha. Nhưng mà cái con đường bất chánh đạo thì có nghĩa là gì? Cũng nghĩa là một chuyển thiện pháp mà được tu tập bằng cái lý tưởng vô lậu á, thì nó tức là được gọi là bất chánh đạo đó, thì nó đi thẳng về phía trước nha. Cứ nhớ cái đó. Cho nên được gọi là cái đường chú cô mắt cô, có nghĩa là con đường đi thẳng về phía trước, không có quẹo qua quẹo lại. Còn một nghĩa nữa là sao chứ, quan ca nó còn nghĩa nữa là có một lần đó Đức Phật ngày dạy như thế này: này các tỳ kheo, sở hành quanh co thì dẫn đến cái sanh thú quanh co. Đây làm ơn nhớ ai à, mà tìm được bài kinh này thì cảm ơn vô cùng. Sở hành quanh co thì dẫn đến sanh thú này, nó giống như là này các tỳ kheo, con rắn nè, con tròn, con cá, con chim, con chuột, nó rất là sợ loài người. Khi mà nó gặp bóng dáng của con người và của cái loài lớn hơn thì nó sẽ tìm cách là nó trốn lắm, nó lòn lắm. Cũng vậy, cái người mà có cái sở hành bất thiện ấy, cái người mà có cái sở hành bất thiện ấy thì là Đức Phật gọi là cái sở hành quanh co, gọi là quanh cách cha đi là sở hành quanh co. Quanh cách cha đi, quanh cách cha đi là sở hành quanh co. Rồi có nghĩa là sao? Cái gì bất thiện mà đâu dám khoe, đúng không? Hay cái gì là bất thiện mà đâu dám khoe, mà mình phải giấu. Mà chính vì cái sở hành bất thiện là cái sở hành mà mình phải giấu, cho nên đời sau mình sinh ra mình phải sanh làm những cái loại, hay mình sống nhiều mình có bất thiện thì mình phải sanh làm cái loại gì đó mà nó hay né tránh, hay giấu giếm. Nhưng mà cái con chuột nó hay trốn tránh, con rắn cũng nó hay lòn lắm. Thì nó phải, nó sở hành quanh co là nó đến từ đâu? Sở hành quanh co nó dẫn đến cái sanh thú quanh co là như vậy. Nên quanh co là quanh cát. Còn cái người mình đường để mà đi ngửa mặt lên mà đi nhìn thẳng về trước mà đi, chỉ có thiện pháp thôi. Chứ còn cái tâm bất thiện mà cái gì đó mình cần phải giấu giếm. Ví dụ như mình biết, mình thấy mấy cô gái mình thích làm dáng á, nó cũng rất là sợ khi để cho người ta thấy mình cũng nổi giận. Đấy, ok. Rồi tiếp theo là mất tiêu rồi. Đây, Athaya Namasarisa có nghĩa là cái phương vô quý, cái chỗ đi về vô quý. Cái đi xa đây là hướng, cũng nghĩa là chỗ đi về quý, đó chính là niết bàn. Con đường bất chánh đạo là con đường trực chỉ, không quanh co. Còn niết bàn là cái cứu cánh, là cái chỗ đến an toàn không sợ hãi nha. Như vậy thì cái phương vô quý ở đây tôi chỉ cho u chú cô mắt gỗ là con đường trực chỉ
trời Đức Phương, trời an toàn, gọi là Apaya Disa, á Phát Gia Đi Sa, ám chỉ, ám chỉ cái gì? Niết bàn nha. Rồi cái gì nữa, cái gì nữa? Rattho Aku Janu, hoặc là phải làm đường cái lại Aku Janu Rattho, có nghĩa là chiếc xe êm máy không tiếng ồn. Chiếc xe êm máy không tiếng nổ tiếng ồn, cu cái nó là không có tiếng ồn. Là cu cho cũng là ám chỉ cho bạc chánh đạo, cũng ám chỉ bạc thánh đạo. Như vậy ở đây, ở đây bác thánh đạo vừa là con đường, cũng là chiếc xe nha. Cũng vừa là con đường, cũng vừa là chiếc xe. Đây Tăng Nghi Cô Bắc Vô Ú Chúc Nèm á, nói về cái tiếng Minh chứ không thôi có bị nghi ngờ. Đây đó, rồi sao nữa? Rồi rồi đó là con đường vừa qua cái chiếc xe này. Đây hẹn chào đó nha. Áp thăng đi cô bắt cô uống chục cô nè mé, tức là bắt cái đạo là cái con đường trực chỉ nha, không có quanh co. Rồi thì sao, xuống tới dưới đây cũng vậy. Rắc thô cuốn cho nồ chỉ cũng áp thăng đi cô bắt cô và thiết bị tổ. Thiết bị tổ là nhắm đến ám chỉ, cái thiết bị tổ là ám chỉ. Ám chỉ như cái chiếc xe mà không có tiếng ồn này cũng ám chỉ cho cho bác khách đạo nha. Đạo mà không tiếng ồn làm sao? Trên đây có giải thích thế này: chiếc xe bình thường ấy, càng đông người thì càng âm sầm, nhưng mà cái bác khách đạo thì càng có nhiều người tu thì càng yên lặng. Các bạn nghe kịp không? Không tiếng ồn nghĩa là gì đó? Xe bình thường càng nhiều khách càng âm sầm, riêng xe thánh đạo thì càng nhiều người tu thì càng im lặng. Đó. Nên được gọi là xe vô thanh. Các bạn biết cái gì chứ, nghe hiểu không? Chiếc xe này nó lạ đó, nghĩa là càng nhiều người nó càng im lặng. Trong kinh nói có một cái đêm trăng rất là đẹp, đẹp ghê lắm. Có một đêm trăng rất là đẹp. Thì qua sợ thế đó, nó thấy đêm trăng đẹp quá, đêm vua nói đêm nay nó mà mình cứ ngồi chung quanh với mấy cái cô cung phi nó uổng quá đi. Đêm nay là phải là có một cái vị nào, vị thầy nào đó hướng dẫn tâm linh của mình nó vui biết bao nhiêu. Thì mỗi một vị quan giới thiệu một thầy khác nhau, nhưng mà riêng có một ông quan cũng đề nghị vua Asatê nên đến hầu Đức Phật. Đó, phải nhìn nhận cái gia thiện nhân này giỏi thiệt chứ, nói là có tìm được liền. Thì vua mới đi vào đến một cái vườn xoài để hầu Phật. Mà khi vua gần tới nơi đó, làm ơn bóp chùm cái đó cho bà con họ coi đó, để mà họ quan hỷ nha. Khi vua gần tới nơi đó, vua hết hồn, vua thấy vắng quá đi, vắng quá.
Rồi mới hỏi cái ông mà đi chung với con, hỏi bộ ngươi có dụng ý tà tâm gì mà đem ta tới chỗ lắm này hả? Nó que đó, thì cái ông Chiêu Ca đúng là ông Chiêu Ca, ông nói không. Để ông hỏi bộ ngươi đem ta giao cho kẻ thù hay sao? Nó không có. Nó không có sao được, 1250 vị đông một rừng người như vậy mà im ru như vậy hay sao? Nó tự ta đang ngồi thiền người không im ra được. Khi mà ông vô ông nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi chính giữa ha, rồi cả ngàn vị tỳ kheo ngồi chung quanh là yên dưới tờ, có thể đứng được 1000 người nha. Tôi nhắc lại, 1000 người mà ông vua vô mà ông teo đó, thì biết ông teo, ông sợ đó. Các vị tưởng tượng cái sự yên tĩnh nó đến mức nào, 1000 người nha. Trong khi mình nó lão sao đấy, nó dễ sợ như vậy. Cho nên cái bát chánh đạo là như vậy đó, cái con người mà tu mà đúng bát chánh đạo rồi đó thì bao nhiêu cũng không ổn. Trong bản Pali liên kêu là, trong bản Pali liên kêu sao quên cha đó đây, ok, anh ông liên kêu là các bà hà thì nó chết tu ra si ti già pa na sa hát si su, có nghĩa là chiếc xe này dầu mà có 84.000 người mà chất lên mà ngồi đi nữa thì nó cũng không có tiếng động. Tại khác như vậy đó nha, nguyên văn Bali như vậy. 84.000 người, nhưng mà hồi nãy tôi né thôi, tôi nhìn cái đó là bởi vì né nó lượng thượng quá, nó lượng thượng quá. Cho nên nó là tôi không thèm, không thèm dịch. Tự nhiên nó là có bao nhiêu người thì nó cũng như vậy. Các vị tưởng tượng 1250 vị nha, mà ông vô vô mà ông lỏng hơn sống, thì các vị tưởng tượng cái bộ cặp đáng là bạn là khả kính cỡ nào nha. Đấy, đó gọi là bác thu ở cú trần hồn về nhé. Thâm mà chắc kia sang dư trồ, thâm mà chắc các nó là pháp luân, hay là cái đánh xe pháp nha, đánh xe pháp. Thì cái bánh xe pháp ở đây ám chỉ cho cái gì? Bánh xe pháp ở đây ám chỉ cho cái gì? Bánh xe pháp ở đây ám chỉ cho cái gì? Ám chỉ cho cái sự tinh tấn thanh tâm. Cái sự tinh tấn thanh tâm. Thanh ở đây là ca nhé. Ca với quyền nhé. Tinh tấn thâm tâm và chi tác si cát với nhất. Cái chữ chi tác si cát lòng ơn nó có hai nghĩa nha. Nghĩa một của nó là tâm sở nghe, nó là tâm sở. Nghĩa một của chi tác si cát là mental factor, là tâm sở. Đó, là tâm sở. Mà nghĩa hai là mental. Đó, phải nhớ như vậy. Chúng ta không biết các vị có phân biệt hai cái này không? Nghĩa một là mental factor, tức là ingredient, tức là cái thành phần. Cái thành phần, cái nghĩa một là thành phần trong cái tâm mình ấy, nó gồm có thứ như tâm bất thiện, nó gồm có 13 tạo tha, rồi 14 bất thiện, 27 bất thiện, đó gọi là tâm sở. Ở trong tâm thiện thì nó có 13 cộng với 20 25, thì đó gọi là tâm sở. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai đi chia tách cái nghĩa thứ hai nó có nghĩa là cái gì thuộc về tâm, không phải thuộc về thân. Thì có nghĩa thứ hai này là cái nghĩa chiến tranh chưa nó sẽ khác trong trường hợp này, nó có nghĩa là mental, có nghĩa là thuộc về tâm, thuộc về tinh thần, thuộc về tâm linh nha. Có nghĩa như vậy, nghĩa một á là tâm sở, mà nghĩa hai là thuộc về tinh thần. Thì ở đây cái chữ pháp luân ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa hai đúng rồi đó, đúng là tinh thần, đúng rồi, chưa như vậy là đúng rồi đó. Thì ở đây nghĩa hai là pháp luân ở đây có nghĩa là một cái chiếc xe nó phải được đẩy đi, nó nên ra đây là
cái chiếc xe này nó phải được vận hành, nó phải được đưa về phía, nó phải di chuyển về phía trước bằng cái lực đẩy của sự tinh tấn thành tâm. Có nghĩa là sao? Chỉ trong bụng muốn tinh tấn mà cái thanh không nhúc nhích cũng chưa có được, mà cái thanh nhúc nhích mà chỉ do cưỡng cầu miễn cưỡng thôi thì cũng chưa có được nha. Và cái đây là cái con đường tu hành, nên nó được đẩy về phía trước bằng cái lực đẩy của sự tinh tấn. Cái bánh xe đó là bánh xe pháp luân trong trường hợp này nha. Rồi tiếp theo là cái nghĩ với một thời gian dài là tôi đã mất ngủ mất liên tục và liên tục, bài tập một đống chưa làm nữa này. Ok, thăm chặt cù para 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 cái ba lầm bồ ở đây nó mệt lắm nha. Cái ba lầm bồ ở đây đó, tôi không có muốn dịch là bởi vì tôi nói thiệt, cái xe ngựa tôi không có rành nha, tôi không có rành cái mấy cái linh kiện, cái phụ tùng, những cái thiết bị mà đã vậy cái xe ngựa này của đời xưa nữa. Thì dĩ nhiên cái xe ngựa đời xưa đời nay về cấu trúc cơ bản nó giống nhau, nhưng mà về chi tiết thì tôi không dám hứa nha. Cấu trúc cơ bản, cái basic structure của nó thì giống nhau, nhưng mà cái chi tiết, cái detail của nó tôi không chắc nha. Cho nên nó có chữ là tôi nhớ dịch lắm, cho nên tôi chỉ dịch tóm tắt đây là một cái cơ phận nào đó trong chiếc xe mà thôi nha. Thì làm ơn nhớ dùm ở đây, ngày nói đến chiếc xe đó, nó gồm có bánh xe đó, ở đây là chỉ cho cái sự tinh tấn, rồi tàm nè, niệm nè, rồi chánh tri kiến nè, thì đó là những cái bộ phận, những cái bộ phận của chiếc xe nha. Đại khái những cái bộ phận của chiếc xe thì tôi chỉ nhớ chị vậy thôi. Chứ còn ngày bên trong mình dịch từng chữ lên nào là vàng xe, tôi biết cái vàng là cái gì nhé, rồi cái màn trướng nhé, thì cái đó là mình hiểu nhầm vậy là được rồi. Biết tôi nói cái gì nghe kìa, không có nghĩa là nó là cái món gì cũng được hết á, kệ đó, món gì cũng được, mình biết mà. Đó là những cái bộ phận của chiếc xe là được rồi. Tôi nhắc lại, cái chiếc xe ngựa nghe nó đơn giản, thật ra đó là cách đây mấy ngàn năm về trước thì những cái cơ phận trong đó nó không chưa chắc nó giống như bây giờ. Cấu trúc căn bản thì giống, nhưng mà về chi tiết thì làm sao giống được. Tôi đi về tàu, tôi tới cái Binh Mã Dũng, tôi nhìn thấy cái chiếc xe ngựa mà của vua Tần Vũ Hoàng, tôi thấy cái chiếc xe nó lạ lắm. Chiếc xe của Âu Mỹ, của châu Âu á, chiếc xe ngựa nó hình chữ nhật, cái thùng nó hình chữ nhật, nhưng mà nó lạ chứ là cái xe ngựa mà của vua, cái thùng xe ngựa mà của vua Tần Vũ Hoàng nó hình vuông, cái đó mới lạ. Mà maybe có thể đó là cái hình, cái thể nào đó là xe chạy, tôi không chắc nha, không biết có phải không, nhưng mà cái xe nó hình vuông. Các vị làm ơn có giỏi đó, thư nhân vô tiền trong internet dùng tính chữ Binh Mã Dũng, hoặc là để cái chữ gọi là cái khi quân là cái gì ta, Terracotta đi, mình chế chữ Terracotta card. Rồi đó, đánh dùng vô nó Google đó, đánh cái chữ này thì cũng có thể biết chính xác rồi. Được rồi, để tôi tìm được phải không? Thế đấy. Rồi, đúng, có, đúng rồi, có. Cái chiếc xe nó hình vuông, nó có cái mái che, có cái hình vuông phải rồi, nó hình vuông. Thì cái chiếc xe đó mình thấy đó là cái xe ngựa đó, nó không có giống với cái chiếc xe, nó không giống. Mà kiếm cái xe này có mái che mới đúng ý tôi nói nha, nào có mái che mới đúng nha. Đó, thì nó không có giống như cái xe ngựa mà mình thấy của Âu Mỹ nha. Cho nên là mình hiểu nhầm như vậy, là những cái cơ phận không chi tiết gì không. Rồi như vậy thì mình thấy Hiri thì ở đây là tàm, mà trong đây có nói rõ tuy nói tàm nhưng mà phải kể quý, chánh kinh chỉ nói tàm nhưng hàm ý có cả quý. Ở đây tôi nói hòa với các vị còn nhớ không, có những cái cặp mà nó không có rời nhau, như là hôn trầm thủy miên, gọi tắt là hôn thủy, tiếng Bali là thi
khi nó mất thác là một cặp ha. Rồi thì tàm quý Heliocopta là một cặp. Nó là một cặp. Họ hôn thủy là một cặp, tàm quý là một cặp. Rồi cái Maya Sa Maya Sa thầy giá là một cặp, tức là giả giới lừa đảo. Maya Sa thầy giá là một cặp. Và bây giờ thời này nó xuống lắm, người ta nói cái gì của mình lên internet mình cũng tìm ra hết, nó xuống cái chỗ đó. Cho nên tôi vô cùng ngạc nhiên là trong thời này mà Phật tử có thể dễ dàng dễ dãi chấp nhận một cái kiến thức nghèo nàn về Phật pháp, thì tôi vô cùng ngạc nhiên. Dạ, vô cùng ngạc nhiên. Ngày xưa không có điều kiện hiểu nói gì, bây giờ nó xuống muốn chết. Sư thầy tăng ni họ nói cái gì thì mình cũng hoàn toàn có thể trong vòng 30 giây là mình đã check trên internet rồi nha. Và tôi xin nói bằng tất cả chân tâm chân tình, không có hề có dụng ý ở đây, đó là tại sao mình ăn uống thì cẩn thận, mình sợ cao máu duyên mỡ duyên đường, mà tại sao mình học đạo mình lại học một cách bất cẩn, mà để cho tăng ni nắm đầu mình đưa đi đâu mình cũng đi, làm sao nói nó hơi nặng là ngu cũng chửi chỗ ký tên chứ. Ok, cho nên là cẩn thận xuống thời nay mình xuống lắm, mình học gọi là mình học đạo tha hồ nhé. Rồi tiếp theo là mình thấy trong đây nói rằng thì là niệm đã ở người còn nói thế này, niệm tôi không có cần. No, các bạn tôi đang đi tìm, tôi đang đi tìm chú giải ở trên đó, tôi mới dùng tính cặp đi đem xuống cái là cái gì nhúc nhích cái màn hình cái vậy, đúng là một cuộc trốn tìm. Tìm em như thể tìm kiếm miếng bay biển Bắc, tôi tìm biển Đông. Xin hỏi tôi rớt mic hồi nào, tôi rớt mic lâu chưa? Xin hỏi tôi bị rớt mic lúc nào thưa quý vị? Chưa có lâu là lúc mình chỗ nào quý vị còn nhớ. Mấy giây ok. Isatyasya parivarnantira tasasya chamari biparivaru ya thì mà xa với mắt gà là thác xuất sẵn mà chúng ta có thể đối vào mình. Xa bất tình thủ đề dân hồi sơ văn. Rồi tôi có lời tôi giải thích nhé. Thâm ma hăng xa tình rù nhĩ. Mà sao mất tiêu rồi? Sao tại sao bị rớt hoài ta? Thì rớt không nhớ gì. Có công chàng này công tử đến thi không? Anh dắt theo thằng Tử Đồng. Anh dắt theo thằng Tử Đồng. Mà anh đang đi thi mình chắc là thằng theo thằng Tử Đồng nó hầu mà đi trên mỗi đường gió dữ lắm, thì cái nón của công tử gì đó thì cái thằng Tử Đồng nó chạy đi, nó lụm cái nón mà nó bực rất, nó lụm mấy lần đó, nó biết làm sao mà nay cái nón nó rớt hoài. Thì cái ông công tử cũng giận lắm, anh công tử nó ta đang đi thi tôi cấm mà nó với tôi mới chịu rớt nha. Tôi cấm mà nó chịu rớt rồi nó nói cái nón mà nó đang gió làm sao mà nó rớt hoài, thì công tử giận lắm, tôi cấm mà nó chịu rớt.
Tự tác mà nó nói nó rớt em nữa, thằng Tử Đồng nó lịnh luôn, nó nói kỳ này công tử dám còn vô trong cắt coi nó có chịu đậu không. Kỳ này công tử coi vô trong cắt nghe, coi lần này coi nó có chịu đậu không. Thì công tử nó trời ơi, mày nói vậy đâu, mày còn quá cha mày rớt nữa. Tại sao tôi chỉ rất biết là đi nhớ gì mà ráng còn tôi chắc cái công ty này coi nó có chịu đậu không. Ok, ta nói thì đánh xe tức là chân diệu pháp đấy, thì ở trong cái đây nó có nghĩa là tham ma hăng sa thân cù mỹ. Ta nói gì sa đắc thí là người đánh xe, sa đắc thí là người đánh xe, như là Purisadam Masarathi là đánh một chữ đó đi, đánh là đúng chữ Purisadam Masarathi thì Purisadam Masarathi đó. Cái chữ tâm Masarathi đó là người đánh xe giỏi, người đánh xe thiện nghệ, thiện nghệ nghĩa là làm nghề đó. Mà Purisa là người mà tâm Masarathi là người đánh xe giỏi. Như vậy thì Purisa tâm Masarathi là sao? Là bởi vì thường á là người ta đánh xe ngựa và xe bò thôi, ví dụ như là Gonak là con bò, Asa là con ngựa. Đã đúng như cái người đánh xe thông thường á là gọi là Gonam, nếu xe hay bò đâu có sợ cái nát phải riêng Gonam Masarathi, đó là người đánh xe bò giỏi, gọi là Asadam Masarathi, người đánh xe ngựa giỏi. Còn viên biết bạn là Purisadam Masarathi, có nghĩa là người, là cái người mà giúp được cái kẻ khác, giúp được cái con cái bạch này, giúp được cái độ được con người. Nhà là người rất là thiện nghĩa, rất là làm nghề ở trong cái chuyện mà độ người. Có nghĩa là cái cơ tánh cỡ nào chỉ cần có cái duyên đắc quả thôi thì ngài có trăm ngàn cách để ngài độ cho người ta, cho nên gọi là Purisadam Masarathi là chỗ đó đó. Là người đánh xe, người đánh xe, Kariyotu là người đánh xe giỏi. Thì chữ Sarathi ở đây có nghĩa là như vậy đó. Thì ở đây là ngài nói rằng pháp ở đây chính là người đánh xe, pháp ở đây có nghĩa là gì, là chỉ cho thánh, thánh đạo. Người đánh xe ở đây không nói là nhậm châu nó dễ đi, dễ nhậm châu thì cái chân diệu pháp, ngừng diệu pháp mở một đơn thâm mát ở đây ám chỉ cho cái chi, cho thánh đạo. Rồi cái gì nữa, rồi cái chấm duy kiến ấy, thì ngài dịch là mau chấm đi tiền phong, cái chữ là tôi chấm tuyệt đối nha, không có dịch như vậy, mà phải dịch là cứ puri cho các, cứ puri cho các, nghĩa là người tiền trạm hay là tiên phong. Không biết các vị có nghe cái chữ tiền trạm không? Tiền trạm đó là tiên phong, là cái người đi đằng trước đó, một đoàn quân hay một đoàn xe đó, thì cái người đi đằng trước ok đi tiền trạm nha. Yeah. Gọi là bu rì cho bác, dịch chính xác là bu rì cho bác, đi tiền phong. Phong trong tiếng Hán nghĩa là mũi nhọn,
À, mà thôi cái bụi tùng như nó là có nghĩa là có âm, mà nếu mà thế bụi tùng bằng cái bụi sơn á, thì phong có nghĩa là cái ngọn núi là đỉnh núi, giống như ngọn cô phong. Cô phong cũng là ngọn núi lẻ loi. Cô phong chứ phong là hay lắm, phong nghĩa là gió, mà phong có nghĩa là mũi nhọn, như là tiên phong, tiên phong gọi là tiền phong, phong nghĩa là mũi nhọn. Phong là gió mà biết khác. Phong hay là con ong á, hoặc là phong là cái đỉnh núi, thì con ong và đỉnh núi biết giống nhau chỉ khác cái bộ thôi. Phong là con ong thì biết bụi trùng, còn phong là đỉnh núi thì biết bụi sâu, chỉ vậy thôi nha. Cuối đây các bác nghe là đi tiên phong. Ok, thì cái chánh kiến ở đây ám chỉ cho cái gì? Chánh kiến ở đây ám chỉ cho vipassana sammadhi, có nghĩa là cái trí tuệ quán, trí tuệ vipassana. Mà trí tuệ vipassana là cái gì? Trí tuệ vipassana là trí tuệ thấy được tánh tam tướng và duyên khởi của danh sắc, phải nói rõ như vậy đó. Tức là thấy được cái gì có sanh ra thì phải mất đi, đó là thấy được cái tánh tâm tướng. Thứ hai, thấy được tánh duyên khởi là thấy là có cái này thì mới có cái kia, cái này có từ đâu và cái này nó sẽ dẫn đến cái gì. Nhớ nha, cái này nè nó có từ đâu và chính nó đó sẽ dẫn đến cái gì, thì đó gọi là trí tuệ nhân khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, và đã có rồi thì dứt khoát phải biến diệt, phải băng hoại, phải bị phân hủy. Biến diệt, phân hoại và băng hủy, rồi phân hủy, biết rõ như vậy đó. Cho nên là hai cái thấy này, biết cái gì cũng do duyên tạo ra và cái gì cũng có thể là duyên để tạo ra cái khác. Nhớ nha, duyên khởi là vậy đó. Tuy nhiên phải là thấy cái gì cũng do duyên tạo ra và bản thân nó cũng có thể là duyên để tạo ra cái khác, thì đó được gọi là trí duyên khởi. Còn cái trí tam tướng mình nên thấy cái gì đã có thì phải bị biến diệt, bị băng hoại và phân hủy, nó được gọi là trí tuệ quán nha. Rồi xong, chính cái trí này nè được xem là cái kẻ tiền trạm của ri cho bác, để tiền trạm để dẫn đầu. Cái bài kệ này rất là sở dĩ kinh nào tôi cũng quý, kinh nào tôi cũng thấy là có cái điểm tâm đắc, nhưng mà đặc biệt ấy, thì phải nói đó, bài kinh này rất là gần gũi với một hành giả. Bởi vì làm gì thì làm, nói cho rốt ráo, mình có mơ học cách mấy đi nữa, mình có mơ cái chuyện làm phước gì đi nữa, thì phải nhớ rằng không có cái chi mà nó qua được những cái trí tuệ vipassana hết. Bởi vì cái trí tuệ này chỉ có trong cái thời kỳ của Phật chánh đẳng chánh giác thôi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó là nếu đủ duyên chứng quả đời này, còn nếu vô duyên kém phước thì mình cũng gieo duyên đời sau kiếp khác. Vậy có thể là lúc mình xá lợi gom lại 5.000 năm cũng có, và có thể là chết từ kiếp này mình tái sinh lên lại, vậy mình tu tập kiếp kế nữa thì cứ nhiều thì không biết, chứ còn cái sơ quả thì tôi nghĩ không đến nổi đâu. Nhà tôi có cái niềm tin như này, nhiều thì không dám, chứ còn cái sơ quả thì tôi nghĩ đời này không được thì cũng kiếp sau. Cứ làm hướng cái nguyện bồi nguyện dồn dập thì tôi nghĩ được, tôi nghĩ cái gì đó mới khó, cái gì khó chứ còn thì như đập giác này, gọi là nguyện làm chí thượng tinh tâm, đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất đầu đà, đệ nhất đao văn, đệ nhất pháp sư, đệ nhất tài lộc. Những cái biện hạnh đó thì phải như là phê, bởi vì nó đòi hỏi một cái thời gian tu ba la mật cố định nhất định. Hoặc là những thành độc giác, toàn giác thì khó, chỉ còn chỉ là cái sơ quả vô danh thôi, mà nhất là có cái loại sơ quả tộc mạng nghĩa là sắp mất xì xì đặt xong mình chết luôn đó, thì còn đã nữa, thì mình không cần hướng gì nhiều hết trơn, chỉ cần đủ tiền để mua được cái vé lên đó thôi, đủ để mua cái visa để mình bước vào cái đó là xong. Cái này mình chết ở phi trường xíu người cũng được, chết ở cái phi trường của thánh nhân cũng được, là đủ rồi nhé. Cho nên ở đây là cái trí tuệ quán được xem là
được xem là cái kẻ tiên phong, cũng nghĩa là làm gì đi nữa cứ nhớ sống chậm là một chút, sống chậm là một chút để nhìn rõ cái gì nó đang diễn ra. Và có một điều quan trọng nhất đó là tôi đề nghị được thử chuyện mình thấy hết hồn. Thời gian nó luôn đi nhanh vút, và bất cứ giây phút nào cũng là giây phút cuối cùng hết. Để tôi nói với các vị nghe kịp không? Alo, các vị nghe kịp cái câu này không? Cái câu này quan trọng này. Giây phút nào cũng là giây phút cuối cùng, có nghĩa làm sao? Có nghĩa là nó qua rồi nó không còn trở lại được nữa. Tôi nói lại, một ngày dầu vui dầu buồn, dầu thiện dầu ác, dầu tốt dầu xấu, dầu lạnh yêu hay là nóng nhiệt, thì một ngày rồi nó cũng trôi đi. Các bạn biết bắt đầu giảng tới bây giờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi không? Dễ sợ như vậy. 2 tiếng đồng hồ nghe pháp nó cũng trôi đi. 2 tiếng đồng hồ đánh bài nhậu nhẹt nhảy đầm hút sách say sưa chè chén nó cũng qua đi. Và chưa có kinh hoàng đâu, cái này mới kinh hoàng nè. Bên Âu Mỹ thời gian nó qua nhanh hơn ở trong nước là tại sao? Là vì bên đây chúng tôi cứ cái gì cũng đẩy cho cuối tuần khác. Thí dụ như là cuối tuần này nè, kia thợ nó sửa tới sửa dụng lắm nước, bởi vì cuối tuần mình ở nhà. Đại cuối tuần nó có nghĩa là ngày thứ sáu thứ bảy. Cuối tuần này đi chợ mua cái gì? Cuối tuần này ở ngoài đời đó, nói về ngoài đời đi, cuối tuần này đó là coi như là bạn bè về hả, họp mặt ăn uống. Rồi cuối tuần này là thôi mô rồi tháng tân gia sinh nhật cưới hỏi dỗ quải ai đó. Bên đây cái gì mình đẩy được cuối tuần hết. Cho nên chỉ cần mình có cái chương trình, có cái plan, có cái schedule cho cái cuối tuần, là tự nhiên mình thấy nó mau vô cùng và vô cùng. 7 ngày bên đây nó mau vô cùng là vì sao? Là vì bên đây cứ nhớ đến cuối tuần thôi. Nhớ đến cuối tuần là làm cái gì, cuối tuần sau nó làm cái gì. Chuyện 2 cái cuối tuần mất nửa tháng. Khủng khiếp. Tôi phải nói là khủng khiếp và khủng khiếp. Trong khi ở bên xứ mình á, cái khái niệm, cái concept mà weekend nó gần như không có. Gần như không có. Cho nên nó mới có cái chuyện mà sinh viên, thanh niên Việt Nam mà ngồi ngoài lề đường quán cà phê mà lê thê 5 tiếng 8 tiếng uống một ly cà phê cho bên Mỹ, bên châu Âu không có. Tôi xin mời bà con có một lần nào đó thử đặt chân xuống ở nhà ga New York, ở nhà ga London, nhà ga ở metro New York, ở một cái metro London, metro Paris, đến nhà ga có xe lửa buổi sáng. Nhất là một lần đứng ở metro London phải rất kinh hoàng. Tôi nhớ tôi có nói với con bạn tử, có nói với tôi điểm hơn, có nói chuyện một đứa bé rớt xuống đây là chết liền. Các bạn có thể tưởng tượng được gì đó không? Một đứa bé mà đem đứa bé bồng á, còn bồng á, mà rớt xuống đất như thế này là chết liền. Bởi vì người ta cái chân người nó đang kín mít, mà mọi người đang di chuyển với một cái tốc độ kinh hoàng để họ phải đi cho kịp chuyến metro đó. Cho nên cái thời gian nó nhanh dễ sợ lắm. Cho nên tôi có một pháp môn gọi là watching meditation, có nghĩa là pháp môn nhìn đồng hồ để thấy rằng giây phút nào cũng là giây phút cuối cùng hết, thưa quý vị. Và sẽ có một ngày mà tất cả những gì chúng ta đang sở hữu ở đây nó sẽ chỉ là cái gì đó rất là nhàm chán, nó là một cái gì đó rất là mỉa mai. Một cái đồng hồ mà mình mua ngày xưa để mà đeo cho nó sướng với ta, bây giờ đeo không nổi với ta thì bị đặt kinh sân ngô rung rồi. Và thậm chí một ngày mình nhìn nó mình không biết nó là cái gì. Và thậm chí nếu mình nhớ thì nó là đồng hồ, không biết nên đeo vào đâu, đeo vào cổ chân hay là cổ tay cũng không nhớ nha. Cho nên phải nhớ rằng ở trong bài kinh mình cái phần cuối cùng mình kết thúc rằng chính cái trí tuệ thiền quán là kẻ tiên phong, có nghĩa là luôn luôn để cái này đặt trước. Muốn bố thí, muốn trì giới, muốn phục vụ, muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn gặp ai, làm ơn lấy cái túi tụng xuống để trước đây. Ok, là vừa đủ cho hôm nay. Xin hẹn gặp lại ngày mai. Xin cái đảnh lễ chư tôn đức rồi kính chào quý vị Phật tử.